Mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì team review bất động sản đang có mặt tại ấp Phú Phúc, xã Hồ Đại Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để giới thiệu cho quý anh chị và các bạn một cái bất động sản mà chỉ có đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Và đây là vị trí bất động sản Thắng đang đứng. Thì sau đây Thắng xin giới thiệu sơ qua một số cái tiện ích xung quanh bất động sản này. Thứ nhất, ở đây nó sẽ có 3 khu công nghiệp. Đó là khu công nghiệp Sông Mây, khu công nghiệp Giang Điền, khu công nghiệp Hồ Đại Ba. Và cách đây khoảng chừng 5 phút chạy xe mình có thể di chuyển về khu công nghiệp Avata. Thì nói về bán kính trong vòng 1 km thì nó có đầy đủ những cái tiện ích về nhu cầu của cuộc sống, ví dụ như là trường học, chợ, bệnh viện. Cũng như là từ đây mình di chuyển về trung tâm thành phố Biên Hòa thì khoảng chừng 10 phút chạy xe. Từ đây mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng chừng 30 phút chạy xe. Đây là hướng đi về Đà Lạt cũng như là về Long Khánh. Thì đấy là những cái tiện ích xung quanh của lô đất này. Sau đây thì Thắng xin mời bạn Thảo giới thiệu sơ qua về diện tích của lô đất cũng như là pháp lý và những cái hiện hữu trên lô đất này để cho quý chị và các bạn cùng tham khảo. Xin mời Thảo. Các bạn người, bây giờ trước khi đi vào cái sản phẩm của mình thì Thảo sẽ giới thiệu cho mọi người biết đây là cái mặt tiền ngôi nhà mình này. Hành lang vỉa hè của mình rất là rộng để xe tải thoải mái và mặt tiền của mình là ngang 10m. Ở trên sản phẩm mình gồm có nhà ở và có sự có sẵn. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhé chị nhé. 5m này là 5m đi xuống dưới nhà xưởng của mình. Còn bên đây là 5m này là một căn nhà của mình, căn nhà khang trang, nhà lầu. Đây là nơi mà mình sẽ nhận những đơn hàng ở đây. Và anh chị đi vào trong này nhé. Ở trong này, vào đầu tiên anh chị có thể thiết kế ở đây là một nơi tiếp khách ở đây. Một văn phòng, văn phòng chính ở đây. Anh chị sẽ xếp sofa ở đây và làm văn phòng chính. Và chúng ta sẽ đi xuống đằng sau. Đằng sau này chúng ta sẽ có một cái cầu thang đi lên lầu. Và đây là một phòng ngủ chính, phòng nghỉ ngơi vào buổi trưa và buổi tối cho những anh chị ở đây. Ở phía dưới đây là không gian bếp, không gian bếp của nhà mình. Và đây, không gian bếp đã có sẵn không gian bếp ở đây. Và dưới đây có một cái toilet, toilet phòng tắm ở dưới đây. Ngoài ra ở bên ngoài này còn hai toilet rất lớn để cho công nhân. Giờ chúng ta lên lầu nhé. Hiện tại bây giờ chúng ta ở trên lầu 2. Trên lầu 2 chúng ta có một cái phòng ngủ thứ hai nha anh chị nhé. Phòng ngủ thứ hai và một cái toilet thứ hai. Phòng ngủ thứ hai rất rộng, tầm khoảng 10m2. Đấy, rồi. Chúng ta ở giữa ngôi nhà này chúng ta có, đây là phòng sinh hoạt chung anh chị này. Ở trên lầu mình có một không gian rất lớn để chúng ta sinh hoạt chung ở đây. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi đến gọi là cái sảnh thứ ba. Đây anh chị, đây là căn phòng thứ ba trên lầu của mình. Căn phòng này rất phù hợp cho anh chị làm văn phòng này, văn phòng kế toán, phòng họp nội bộ. Và chúng ta sẽ có một cái view nhìn ra phía xưởng của chúng ta ở phía trước này. Đấy, và đây nhìn ra phía mặt tiền quốc lộ 1A của mình. Thì em thông tin đến anh chị, ở phía dưới của mình đây là diện tích xưởng, về tích phần hiên ở trên chỗ mình này là khoảng 200m, khoảng 200m với cộng thêm khoảng 80m2 là diện tích sân nữa, rất là rộng cho anh chị có thể mở mặt bằng kinh doanh, buôn bán hoặc là mở xưởng cái này. Sau đây em xin giới thiệu bạn Trung đến thông tin đến anh chị phần nhà xưởng rất là sau. Đi anh chị. Và sau đây mọi người đi theo chân Trung để Trung giới thiệu cho mọi người cái không gian của cái nhà xưởng. Thì cái khu vực này ấy, là gia chủ là thiết kế là vừa ở vừa kinh doanh. Đây là cái lối đường xuống đây thì đâu đó khoảng 5m. Rồi ok, đi theo Trung. Đây là cái không gian, một cái khoảng sân trống trước xưởng đây, nếu mà nhân viên mình có thể chạy vô đây để xe đấy. Còn cái thứ hai nữa là cái khu vực nhà vệ sinh của nhân viên thì cũng đã rất là sạch sẽ, gọn gàng. Ok, đi vào nhà xưởng nha. Nhà xưởng mình thì đang hiện tại là đang để đấu sẵn cái điện là điện 3 pha rồi. Đây, đấu sẵn điện 3 pha là cái khu vực của nhà xưởng đây. Cái nhà xưởng này diện tích nó đâu đó khoảng 800m2 đấy. Ngang đâu đó là 18m, sâu khoảng tầm là 30-45m đó. Ở xưởng đây thì người ta chủ nhà người ta đã làm là xây dựng rất là kiên cố bằng thép chữ Y rồi. Đây mà anh chị xem đây. Còn cái nền này ấy, là chủ đổ rất là dày nha, để chủ yếu là kinh doanh sắt thép. Chủ nhà đây là kinh doanh sắt thép. Đây mọi người đi theo Trung đi xuống. Đây là không gian xưởng này chúng ta là rất rộng rãi luôn. Nếu mà về cơ khí ấy, có một công ty cơ khí ở đây thì làm biết bao nhiêu là máy, rất phù hợp làm công ty cơ khí ở trên làm văn phòng trưng bày đó, cực kỳ tốt. Xưởng ở đây thì ở xung quanh thì nó cũng đã làm không khí thoáng gió rồi.
Đây là cái không gian đằng sau, đây là khoảng hơn trăm mấy chục mét vuông ấy, gần 200 mét vuông. Thì ở đây mình có thể làm tiểu cảnh, nghỉ ngơi, làm tròi, thư giãn cho nhân viên. Rồi chúng ta tóm tắt lại cái nhà xưởng này ha. Thì cái nhà xưởng này thì nó vừa là để ở, vừa để kinh doanh được. Thì hiện tại là chủ mong muốn với mức giá bán ở cả cái diện tích là gần 1,5 xào này thì đâu đó khoảng tầm là 30 tỷ. Đấy, 30 tỷ. Rồi ngoài ra nếu mà anh chị em nào muốn thuê cái này để mình kinh doanh thì ở đây thì chủ ngoài bán ra còn cho thuê, giá thuê là 50 triệu một tháng. Thì ở đây là nếu mà cái nhà này thì nếu về pháp lý ấy, mình mua thì ở đây thì cái nhà này khoảng 300 mét vuông thổ cư. Cảm ơn quý chị và các bạn đã theo dõi hết video này của team review bất động sản. Vậy Thắng rất mong nhận được sự ủng hộ tích cực của quý chị và các bạn. Chúc quý chị và các bạn một buổi chiều vui vẻ. Quý chị và các bạn có bất động sản khu vực Trảng Bom, Đồng Nai thì hãy liên hệ với team review của chúng tôi. Vẻ pháp lý rõ ràng. Xin chào.